nồng nơ.
chương trình Hoành Tuế ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục làm công tác nhiệm vụ của mình, tiếp tục đón khách và chào khách trở về những bữa tiệc sang trọng lịch sử của gia đình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ lưu ý trở về những bữa tiệc phía bên trên này trước. Hiện nay những bữa tiệc ở phía bên cánh tay phải của Ngọc Long hôm nay còn trống rất là nhiều đấy ạ. Quý vị chúng ta lưu ý ạ, trở về những bữa tiệc phía bên tay phải đi trước đi ạ. Vâng ạ, Hoàng Hương ơi, bạn sẽ đưa khách trở về những bữa tiệc phía bên trên này trước đi ạ. Những bữa tiệc phía bên tay phải này còn trống rất là nhiều. Chúng ta sẽ ngồi dồn từ phía bên trên này xuống dưới đi ạ, để thuận tiện cho vâng ạ, quý vị khách quý từ phương xa chúng ta trở về rất là thuận tiện cho gia đình ngày nay. Trân trọng được kính mời toàn thể quý vị ạ. Lán lại những chén rượu đồ đũa của mình và quý vị ơi, và cùng hướng ánh nhìn yêu thương trở về với cánh cổng hoa số 1 của gia đình hôm nay để cùng chào mừng chào đón hai gương mặt đẹp nhất, hạnh phúc nhất năm 2023 của chúng ta hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Cương và cô dâu Thanh Huyền hai em sẽ cùng tay tông tay trở về với đôi đài tình ái của mình hôm nay để chính thức ra mắt với toàn thể quý vị khách quý của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và đang được trở về với đôi đài tình ái ngày nay để chính thức khai mạc buổi lễ thành hôn ngày nay. Và chúng ta đang được minh chứng chứng kiến khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày nay đang được tay trong tay cùng nhau bước đi trên một con đường được xây dựng bằng tình yêu và niềm hạnh phúc ngày nay. Xin được trân trọng kính mời hai em ạ. Và xin mời hai em sẽ cùng di chuyển đến phía trước. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, đúng là nhạc vui hạnh phúc ở đây quá, nhân tình muôn thuở nắm say lòng người, để rồi cùng nhau nắm lấy bàn tay bước đến ngày này của tình yêu và hạnh phúc ngày hôm nay đây, rất là vui mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ của chúng ta với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, ông của bà cô dì chú bác trở về đây, đó chính là một niềm vui lớn lao cho đôi bạn trẻ cũng như gia đình ngày hôm nay quá. Kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, để niềm vui và hạnh phúc của đôi bạn trẻ mai thực sự được ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi có sự chung tay dẫn dắt của những bậc sinh thành ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được thay mặt cho anh em những người làm chương trình và trân trọng được kính mời ông Hoàng Văn Bảng cũng như bà Lò Thị Thiên song thân phụ mẫu của chú rể cùng với phái đoàn cấp cao của gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu hôm nay để chính thức ra mắt cùng với hai con hai cháu của mình trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình ạ. Vâng, xin mời hai bác bên gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng khẩn trương trở về với sân khấu tình yêu hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta nổ lên một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng hai bên gia đình không quý vị ơi. Vâng, rất là tuyệt vời, xin mời hai bên gia đình ạ. Và gia đình nhà trai chúng ta sẽ hiện diện bên phía chú rể Bằng Cương ngày hôm nay. Bên phía gia đình nhà gái chúng ta sẽ hiện diện bên phía cô dâu Thanh Tuyền ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bên gia đình ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến và hiện diện tại sân khấu tình yêu hôm nay và có sự hiện diện đủ đông của hai bên gia đình. Bên nhà trai có sự hiện diện của song thân phụ mẫu của chú rể, nhà gái có sự hiện diện của hai bác phái đoàn cấp cao đến từ nhà gái chúng ta hôm nay cũng đã hiện diện đông đủ ngày hôm nay. Và đứng giữa sân khấu chính là hai bông hoa đẹp nhất cùng với thiên thần nhỏ bé của hai em ngày hôm nay cũng đã hiện diện tại sân khấu tình yêu hôm nay chính thức ra mắt ngày đối tập thể quý vị khách quý hôm nay rồi. Và đúng là các cụ ta ngày xưa từng có nói rằng một lời chào bao giờ cũng sẽ cao hơn mâm cỗ, phải không quý vị? Và ngay sau đây trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể ạ.
chúng ta sẽ có một cú chào từ xe tới toàn thể quý vị khách quý hôm nay để thầy cho lời cảm ơn sâu sắc nhất ạ. Trân trọng được kính mời gia đình ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn cho đại gia đình hạnh phúc chúng ta được không quý vị ơi? Và cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đúng là tình yêu và được yêu đó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người ạ, là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và để rồi chúng ta khi được sinh ra và lớn lên được tạo hóa ban tặng cho một trái tim, nhưng chỉ có một nửa yêu thương nơi trái tim còn lại, cho nên chúng ta phải đi tìm một trái nửa yêu thương của mình. Và để rồi con dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, và chú rể Hoàng Cương ạ, và cùng với cô dâu Thanh Thuyền cũng được sinh ra và lớn lên tại quê hương của bản Nà Hùn, xã Trường Trang, Tân Thương chúng ta hôm nay. Qua một thời gian dài cơn bước tìm hiểu và yêu thương nhau, và tình yêu đã đưa đôi bạn trẻ chúng ta đến được với nhau. Và để rồi họ sẽ cùng chọn cho mình một hạt giống để ươm mầm cho tương lai, và hai em cũng báo hy vọng rằng hạt giống đấy sẽ được sinh sôi nảy nở vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó là ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Và để rồi tình yêu ngày mai bao giờ cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, và ngày hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão. Hoa ngày hôm nay được sự đồng lòng đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí hoan nghênh của các cấp chính quyền, đảng ủy hai bên địa phương, hai bên gia đình ngày mai chúc Tết ngày mai là ngày đẹp tháng lành, để tình yêu hạnh phúc của hai con trẻ được chính thức lâm cành và nở hoa. Và trong không khí vui tươi trong khán phòng hạnh phúc ngày mai, hoa Ngọc Long người kết nối chương trình không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu thêm một giờ phút nào nữa, thay mặt cho anh em những người làm chương trình xin phép được trình trọng tuyên bố chương trình buổi lại lễ thành hôn mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể Hoàng Cương sánh duyên cùng cô dâu Thanh Tuyền xin phép được bắt đầu. Và một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể được không quý vị ơi? Vâng ạ, rất là tuyệt vời các bạn, pháo đã nổ được một tin rất là vui, đánh dấu một bước đời trong cuộc sống trong năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà dạp Bích Phòng với một không gian sang trọng cùng với những tiếng pháo nổ rất là rực rỡ ngày hôm nay cùng với những bản nhạc sôi động hôm nay. Đây là buổi lễ lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sẽ được chính thức bắt đầu kể từ phút này đi hoa. Kể từ giây phút này đi hoa, đôi bạn trẻ chúng ta chính thức qua sông thì cũng đã có cầu, qua nhà nói chuyện cũng đã có cây trầu để xe duyên, bao giờ điều hành thì cũng đã kết thành đôi, cho dù báo tố cũng không rời không xa. Điều giờ từ nay họ sẽ được một nhà, hạnh phúc sẽ được mãi mãi và thông gia sẽ được vững bền hoa. Xin được chúc mừng cho đôi bạn trẻ này cũng như hai bên gia đình đã có được dâu hiền và rể thảo ngày nay. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đã trở về với ngày vui ngày hạnh phúc ngày mai toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc nghi lễ rất là tuyệt vời của đôi bạn trẻ nay qua từng nghi lễ và khoảnh khắc ngày nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời và cô dâu chú rể và hai em sẽ bước về phía trước hai bước đi ạ, trân trọng được kính mời hai em ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, cũng đúng là những bậc làm cha làm mẹ họa sinh con ra nuôi con lớn từng ngày, có lúc hoàn nạn, lúc khó khăn nhưng muốn chăm chút cho con như hoa trên cành. Để rồi ngày nay khi thấy đôi bạn trẻ con lớn trưởng thành, lòng cha mẹ thỏa nỗi ước mong, có thể thể hiện điều đó ngày nay. Và bên gia đình nhà là trai chúng ta rất vui mừng và hạnh phúc, và liên tục sẽ có những món quà mừng, món quà yêu thương dành gửi tới cho hai người con người cháu của mình ngày mai trong ngày vui trọng đại ngày nay. Và xin mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn yêu thương trở về với sân khấu tình yêu này, tiếp tục trở về với những món quà yêu thương của gia đình nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đến từ gia đình song thân phụ mẫu của chú rể ngày nay. Vâng, trân trọng kính mời hai ông bà sẽ có món quà mừng cho hai con của mình ngày nay, trân trọng được kính mời ạ. Chào tất cả các mẹ phụ nữ hoàn sướng má mừng mười bốn là sóng đô mới đi tại hải yên còn đấy những môn phong trào phụ nữ ơi thế mới trường lành sánh hùng chị má mà buồn xuống giá là sóng đô mới đi sao cáo. Vâng, thể quý vị khách quý đang được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ, đang được đón nhận những món quà yêu thương của song thân phụ mẫu chú rể tối đa ngày hôm nay, và rất là tuyệt vời ngày hôm nay trong ngày vui hạnh phúc, và không những cô dâu chú rể mà tiên thần nhỏ bé tối đa hôm nay cũng có một món quà rất là ý nghĩa, đó là quà và sang thân phụ mẫu chú rể ngày hôm nay, một món quà rất là nghĩa của ông bà ngày nay dành cho người cháu yêu quý của mình ngày hôm nay, hoa vâng rất là tuyệt vời những tình cảm và những yêu thương của gia đình ngày hôm nay. Và thay mặt cho cô dâu chú rể ngày hôm nay là xin được cảm ơn món quà rất là nghĩa của bố mẹ ngày hôm nay rất nhiều, hoa và chúng con thay mặt cho cô dâu chú rể cô dâu muốn nói với ông bà một điều rằng là chúng con xin nguyện yêu nhau suốt cuộc đời này và sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình sẽ được trăm năm
phúc cho đời bên nhau ạ. Xin được cảm ơn bố mẹ rất nhiều, chúc bố mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe ạ. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, không những những bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay ạ, những người làm anh làm chị, những người làm bác cũng bày mừng hạnh phúc ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở về với món quà yêu thương đến từ gia đình anh Thiệp Nhớ ạ. Trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Thiệp Nhớ ạ, trân trọng được kính mời ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời món quà yêu thương đến từ gia đình anh Thiệp Nhớ ạ, sẽ dành món quà yêu thương dành cho hai người em của mình trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày nay, trân trọng được kính mời. Vâng, sau món quà của gia đình anh Thiệp Nhớ, chúng ta sẽ cùng trở về với món quà của chị gái Tiến Thành trở về từ Na Hương. Vâng ạ, trân trọng được kính mời chị ạ. Vâng ạ, trên mây tinh hẻ của mẹ thì đồng hồ sớm nọ của sông Mai Bà nọ. Thả lì nhìn à nai mít trần lì hồng, tổng trần phở, cú giá mít trần lì chốt nè nọ tì nọ ơi. Tăng mi à, bên đây tăng phú tăng giạt hơn tăng mi là phần quà hơn phần mới cười mới hơn bên đây ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, một bó hoa rất là ý nghĩa ngày hôm nay ạ, đến từ gia đình chị Tiến Thành, đến từ Nà Hương dành cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai món quà rất là ý nghĩa của gia đình chị Tiến Thành và gia đình anh chị Thiệp Nhớ ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng trở về với món quà tiếp theo đến từ gia đình của chị Toán Tươi ạ. Trân trọng được kính mời món quà đến từ gia đình của chị Toán Tươi ạ. Cũng là hoa nhưng mà nó rất là lạ đấy ạ quý vị ạ. Hoa gì ạ quý vị, có biết hoa gì không ạ? Hoa giấy hay hoa gì ạ quý vị? Hoa polymer ạ. Vâng, những bông hoa polymer của hai gia đình anh chị vâng Toán Tươi và gia đình anh chị Tiến Thành ngày hôm nay rất là tuyệt vời gia đình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn những món quà yêu thương của các bác các chị ngày hôm nay rất là nhiều. Và thay mặt cho cô dâu chú rể và xin được kính chúc cho vâng gia đình của thành lớn cho những món quà vừa rồi được không quý vị ơi. Và xin được cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều ạ. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, mà trở về ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay thì chúng ta liên tục sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc của đôi vợ trẻ này. Và xin được trân trọng và kính mời hai bác đại diện cho hai bên gia đình và hai bác trai ạ. Vâng, đôi bạn trẻ chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới một chút đi ạ. Hai bác trai chúng ta dành cho để bắt tay đi ạ, thể hiện sự đoàn kết gắn bó hai bên gia đình, thể hiện sự trao giao nhận rể ngày hôm nay ạ. Và cùng nắm tay nhau nở nụ cười thật tươi về phía khán giả đi ạ, hai bác ạ. Nắm tay nhau đi ạ. Vâng, hai bác trai ạ, đứng ra phía trên, phía trên này ạ. Vâng, hai bác trai ạ, cùng dành ra cái bắt tay để những nhà nhấp ảnh ra nhà cho phụ nổi tiếng tươi lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình chúng ta ngày nay đoàn kỷ niệm qua. Và xin được chúc mừng cho hai bên gia đình ngày hôm nay chính thức có được dâu hiền và dâu thảo qua. Xin chúc cho mối tình chúng ta hai bên gia đình tình sâu đậm đà, hai nhà như một, mãi mãi đằm thắm tiền chặt và keo sơn qua. Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn hai bên gia đình rất là nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và trở về ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay chúng ta sẽ được trải qua những nhiều nghi lễ nghi thức và những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đó là các cụ ta ngày xưa từng có câu nói rằng là con cha thì như núi ngất trời, nghĩa mẹ thì như nước người người biển đông, nuôi con khôn lớn như người học cao hiểu rộng để còn giúp đời cho mai sau. Và để rồi trưởng thành thì sẽ phải có chuyện chầu câu để cho hai bên cha mẹ sẽ được đón nàng dâu thảo hiền và trở về ngày vui ngày hạnh phúc ngày nay. Và quý vị sẽ được lắng nghe những lời phát biểu, lời dặn dò cũng như lời cảm ơn của bố bác đại diện cho gia đình nhà gái chúng ta hôm nay, sẽ có lời tâm tư tình cảm, sẽ có những lời vàng ý ngọc ngày nay. Vâng, sẽ được trân trọng kính mời bác trai chúng ta sẽ có một lời tâm tư tình cảm ạ dành cho gia đình nhà trai ngày nay. Trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý ông quý bà, quý anh quý chị, cô bác cô dì gần xa, quan viên hai họ, hôm nay thì rất là vinh dự cho gia đình nhà gái chúng tôi cũng là cũng được thay mặt cho bên gia đình nhà gái không biết nói gì hơn. Thứ nhất là xin trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương và gia đình quan viên hai họ đã đến dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi ngày hôm nay. Còn ngày hôm nay tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời chúc đến các ông, các bà, các anh, các chị, nam thanh, nữ tú, chúng ta sức khỏe và hạnh phúc, cùng nhau múa vui đi ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Rất là tuyệt vời, cảm ơn những lời vàng ý ngọc của một bác trai đại diện phái đoàn nhà gái ngày hôm nay, có những tình cảm cũng như những lời chúc, lời cảm ơn rất là tuyệt vời, cũng như những lời trao giao nhà gửi chính thức trao cô dâu và thanh thuyền trở về làm con làm cháu làm dâu bên gia đình họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Và
ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời với những lời cảm ơn, lời nhắn nhủ rất là tuyệt vời của bác. Và cũng thay mặt cho gia đình nhà trai cũng như cô đến hôm nay, xin được cảm ơn, chúc bác sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sẽ được tấm gương sáng để cho đôi vợ trẻ ngày mai được noi theo. Cảm ơn bên gia đình nhà gái chúng ta rất là nhiều. Vâng, kính thưa đại thể quý vị trân trọng và kính mến, đúng là nhà gái cũng phát biểu rồi thì nhà trai chúng ta phải có lớp từ đôi câu hoa để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ chúng ta được bền lâu về dài. Và ngày hôm nay, ngày vui hạnh phúc hôm nay thì một lần nữa Ngọc Long rất vinh dự và được sự ủy quyền của gia đình nhà trai thì có sẽ có tâm tư tình cảm nên lời phát biểu bằng tiếng Thái để thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tập thể quý vị khách quý hôm nay. Và do hai bên gia đình chúng ta đều người Thái, Ngọc Long cũng người Thái, cho nên là sẽ phát biểu một số câu bằng tiếng Thái được không quý vị ơi? Có nhất trí không quý vị ơi? Nếu nhất trí ra dành một tràng pháo tay thật lớn không quý vị ơi? Vâng, cảm ơn quý vị ạ. Vâng, trên đất lại con mẹ Pinong ải em hàng sườn mang mình đi trong bón đồ lán tươi mới cả lính một con cháu lấy tăng ải bản các bếp thiên cả rào quan bàn chi mi kỳ khót tạc trao cảm ơn phát tâm hảo công hàng áp xúc con mẹ hoa. Vâng, gặp chơi cho tôi trong bón đồ lán có sáu phép ba bốn lầu bán khẩu tinh cầu tinh ship và hoa cả trang lại hù qua chân sòng bón nông nông đồ lán hoa mình đi qua ngang nói cả những này nhớ lòng tục lại nhớ lòng dàn mai lâu tả mà lắm là ý lòng hương nhớ lòng chung áp xúc cùng phẩm của bạn mới mắt bên đi nhìn xếp tép thì cả trăng về sào trai pha vì cả đấng giao phiền báo chắc lại sáo qua lại bàn tản trụ ấn lại mương các bạn ấy các bạn sống một năm đúng hoa qua thì sẽ xây dựng kiểu quân lấy khỏi mốc cho nên cười mạnh cường hoa qua các bạn sửa phong hùa lông qua sửa phan báo lông lại cười từ hơn tôi nhìn thấy qua lại bàn lại mương bàn lại phương quân ấy bằng sai lại bằng nằm các bạn ấy các bạn cười mạnh cường hoa qua cả trăng bây giờ bất chịu hỏng mặc lông chảy bất chịu hỏng khỏi lông phân bất chịu chèo phân lai bất chịu xài phân kiểu cho nên năng cơn man nặng bản năng hôn hai đập tiền nào ơi năng bỏ lại lùi phần nhĩ chỉ thành huyền cho nên sòng chài tà lẽ hiền cho nên trăng kiều cho nên buồn trăng lại qua lào xào trăng lại qua báo cho nên sòng chài tà lẽ hiền cho nên trăng kiều cho nên trăng lại buồn chủ phát sửa lưỡng văn cho nên buồn chủ phát khẳng lưỡng lửa lửa cấp chủ sòng bón nông nô làn hoa bình cha cho nên cơn ma sửa ảo lửa cấp báo cấp xào sòng bón nông nô làn hoa cho cơn ma sửa êm hạ ải mang bình sòng bón phá giải êm hoa qua cả trăng lại hòn lại khương lại ủ lại bay lại cày lại hó trăng lại khả phết đồ lấy khả cấy lùi tin thế nên có cái còn mà là cái còn sợ vừa chạy vừa co cả sú cả mặt mặc cái chủng chân mũ mặc thanh tú thanh xuân các bạn ở tiền đồng ơi cho nên mang mình đi vào lồng bông hà học cảnh mà hà lại mình đi mưa lý biết chăn mưa sẵn biết chép mưa lên trong ngam tiểu vườn mà khẩn mưa sai trong này kiếm ma mưa khỏa trong này hà lại các pháp lòng nó mắt tổ chức giật hịt giật phong có bản có cuốn hà sông bón mong đô làn hóc mình đi chân chơi lẩy nhai cốc mang hồn hầu chân chơi lẩy nhai cẩu mang hồn mòn cho nên đồ phật nhinh chư thành thuyền cho sặt lên sứa ma hà đồ phật trai chư hoàng cương cho sặt lên pha ma sú cho lại bên lùi chư lùi tú bên cù sơn cù kim mắt chân đi trong bón đô làn tươi mở cả lấy những hoàn quân trầu con có là ai tới từ con này từ nào người cũng như sẵn hồn xưa sò sòn giúp và giúp con này từ nào muốn nản là muốn lầu tăng khẩu mà đi thằng cò hảo hàn sườn sầu giết sân đi lầy cai sân đi bùn sườn sân bầu sầu sân nhọn phụ thầy ca hả mắt nàng tướng mà không phụ rút nòng cho nam đi tà tử mò phụ liên bơ tàu nhớ trùng rau phụ hơi mắt tàu khá đập cầu phụ sở bàn phụ hơi mi làn nó lại làn là phụ rú phân em hù chúc ở trong con này từ nào bàn khoảng hao và phải cò hảo hàn khăn mạnh dân kim khẩu lại na dân kim phà lại nằm dân kim phát tay mặt cùn hàng sân mỹ mi sân tàu diệt hè diệt na lúc chơi hay lại sự tự cài hết này là sự tự cấn dịch kỳ mất nả phải cầm mã mất lửa mới nếp con mẹ tôi đang bản khoáng hơn ơi đặt tôi bước sang nhau tôi mới phi nông ơi vâng là do nào sức con mẹ phi nông bản khoáng ha vâng bây giờ một phút tâm tình của Ngọc Long họ thay mặt cho hai bên gia đình đặc biệt là gia đình nhà trai ngày nay cảm ơn tấm chân thành của toàn thể quý vị khách quý chúng ta không cần ngại đường xa xa xôi nâng nước vì nhớ có biết vì tình trở về với ngày vui hoan hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình ngày nay vâng cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Kính thưa đại thể quý vị trân trọng và kính mến, đúng là cho anh được đón em về bản tình ca mới san hòa tước sâu để rồi ngày hôm nay lại thêm hôn thuốc hưởng hôn câu để rồi đôi bạn trẻ chúng ta sẽ làm kỷ niệm bên nhau trọn đời và để chứng kiến nên thành thất đẹp ngày nay tiếp theo chúng ta sẽ cùng trở về với kỷ niệm tiếp theo và đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi ạ. Và hai em sẽ cùng bỏ lại bó hoa ngày nay trên bàn này ạ, cùng nắm tay nhau nở nụ cười thật tươi và di chuyển về những tháp linh diệu tình yêu hạnh phúc của mình và hai bên gia đình chúng ta sẽ di chuyển xích lại gần nhau hơn đi ạ. Xin chào quý mời hai bên gia đình ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, để chờ chung niềm vui niềm hạnh phúc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón xem đến niềm vui niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ qua nghi lễ rót rượu champagne ngày hôm nay. Đôi bạn trẻ sẽ cùng khơi nguồn yêu thương và những chai rượu champagne đầu đời của mình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý mời cô dâu chú rể ạ. Xin chào quý mời chú rể ạ, sẽ cầm chai rượu champagne đầu tiên đi ạ. Hóa sắc cho chú rể ạ, góp tem vào hóa sắc, sắc thật mạnh và lát thật mạnh hoa. Và sắc thật mạnh như chú rể ạ. Vâng, được rồi chú rể ạ, bật nắp đi ạ, dùng móng tay cái để khui đi ạ. Cố gắng lên chú rể ạ, vâng, rất là tuyệt vời ạ, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các quý vị ơi.
Vâng, xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay nhẹ nhàng dắt lên những cung bậc tình yêu hạnh phúc của mình, thắp đi diều tình yêu ngày mai ạ. Vâng, đúng là những thắp đi diều tình yêu ngày hôm nay được ví như một ngôi nhà hạnh phúc mà đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tay trong tay sẽ đắp một mái ấm gia đình, đúng không ạ? Vâng, đúng là những di diệu nồng nàn nó được chân thời dài thêm những chắc đuôi chấm bất huyền ảo hôm nay, đúng không ạ? Được ví như nước và mật ngọt, nước để tô điểm cho cuộc đời trên đưa thắm, mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Và hóa lạc cùng nhau rót chén rượu nồng, dấu cây dấu nhạc xin đừng quên nhau, trăm năm đầu bạc mái đầu, yêu cầu ý hợp tâm đầu của ngày hôm nay. Và rất là tuyệt vời, và đã sang rượu sang bành đầu tiên, hai em đã được rất thành công rồi. Xin mời chú rể tiếp tục sang rượu sang bành thứ hai. Và bàn tiến gần hết thì nồng nọ, chai đầu tiên là chú rể hấp bật nắm tạt trước sòng, bây giờ và tay mở hấp bật nắm nọ, bây mới nhìn mi chai thì nồng nọ, lại nhìn cũng vừa chắc chắn cái này chai trước sòng mà từ nồng ơi. Vâng, được rồi, xin mời ạ, cô dâu ạ, dùng ngón tay cái bật nắp nào, cô dâu nào, cố gắng lên nào, hướng về phía khán giả 4-5 độ nào. Vâng, quý vị ơi, đầu tiên cho cô dâu đi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời, tí nữa thì bật tung móc giảm bích phòng của chúng ta. Vâng, xin mời em ạ. Vâng, em sẽ rót ra những chiếc ly trước tốc chút đi ạ, cô dâu chú đi ạ. Vâng, em sẽ rót ra đang đầy những ly rượu nghĩa rượu tình ngày hôm nay, để có những chén rượu nghĩa rượu tình ký cho những cậu làm cha làm mẹ ngày mai, quá và còn bao nhiêu hẹn tiếp tục rót lên hết tháp rượu tình yêu hạnh phúc của mình hôm nay. Vâng, là khi tôi đang để quý vị trân trọng và kính mến, đúng là em như dòng suối uốn quanh hoa, anh như dòng nước mắt lành chảy qua, rượu này cô dâu chú gì chúng ta xin rót làm ba, chứ chung anh để phần cha, chứ hiếu phần mẹ, còn hai ta chữ tình. Vâng, rất là tuyệt vời, tiếp tục hai em sẽ rót đăng đầy lên những cung bậc tình yêu hạnh phúc của mình, những tháp ly tình yêu hạnh phúc hôm nay. Vâng, đúng là ly rượu cay thì đấm tình chồng vợ, ly rượu hồng thì để kính dâng mẹ cha, vì con dưỡng dục của những đấng sinh thành ngày nay. Và cô dâu chú rể sẽ có những chén rượu nghĩa rượu tình để kính dâng lên hai bên gia đình nhà trai ngày hôm nay. Và xin mời chú rể sẽ mời rượu đến phái đoàn họ nhà gái, và cô dâu sẽ mời rượu đến phái đoàn nhà trai, cho chồng được kính mừng hai em ạ. Và cô dâu chú rể hai em sẽ đứng ra dưới sân khấu đi ạ, ngoắc tay nhau uống chén rượu ra môi, để nhà nhấp ảnh ra nhà quay phim nổi tiếng Tuấn Anh TV sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp này cho em. Và cùng mắt tay nhau đi ạ. Xin mời em mắt tay nhau và nở một cười thích tươi về phía khán giả đi ạ. Và hai bên gia đình sẽ chạm ly đi ạ. Sẽ chạm được kính mời hai bên gia đình ạ. Vâng, sau đây xin mời hai em sẽ di chuyển xuống phía dưới một chút đi ạ. Hai bên gia đình đứng thành hình vòng cung và giơ chén rượu thật cao về phía khán giả hôm nay, để chúng ta lưu lại khoảnh khắc đẹp của gia đình hôm nay. Vâng, rơi sán rượu thật cao lên ạ. Vâng, hai bên gia đình chúng ta với cái hình vòng cung thôi ạ. Hình vòng cung ạ. Rồi, rơi sán rượu thật cao lên đi ạ. Rơi sán rượu thật cao lên đi ạ. Để chúng ta lưu lại khoảnh khắc đẹp hôm nay ạ. Vâng, là trước mấy tay lại, bà mẹ bình đồng hàng sớm nào, và sớm mai bà nọ, lấy kính điều hấp lưng sở thú, lấy rú liều hấp lưng sở cùng cánh ơn, cùng bò tanh sơ lán cư phá phần, cùng mấy em áo chảo sơn nằm bó lấy lông, kính lưng con ngắm hà, kính sang phô hua, mưu khấm lấy phá mây chức phủ tư bồng, hô bè chính trành nào bì an mà nì lưu Phật chay, không lấy mới lẩu tác hải tái nay, lưu Phật nhìn chân lẩu mới đầu tác hải cứu đâm ra. Vâng ạ, bây mòn tay phá mấy khơi mấy mà nì bằng cơ mấy trong món đồ làn nọ, kỳ phút phê nọ hóa nọ. Họ cần khái chấn đầu tay bơm bây sỏm chúc văn tì chúc khỏi khởi máu tay máu hết đấy pin ông ơi, sau này mới pin ông ha. Vâng ạ, quý vị ơi, điều hòa chung niềm vui niềm hạnh phúc cùng với đôi bạn trẻ đây ạ. Ngọc Long xin một ít phút của toàn thể quý vị được ạ. Và chúng ta sẽ cùng rót chén rượu đi quý vị ơi. Và xin mời toàn thể quý vị ạ, cùng rót chén rượu để rơi phần lớn cùng đại gia đình hạnh phúc được không quý vị ơi. Pin ông ơi, và sau này mới pin ông ạ, cần khái chấn đầu tay bơm này được không pin ông ơi. Và các bạn trẻ chúng ta nồng độ máu hơi cao ạ, chúng ta sẽ đợi chờ toàn thể quý vị phía dưới một chút ạ. Và phía nào mới cầm tướng cái này bảo ạ. Và ơi, muốn lấy muốn lại nào, muốn tướng một xe máy bảo ạ, cầm tướng cái này phía nào ơi, cầm nhau trên lầu tay phong sầm chúc con tỷ đấy phía nào ơi. Và chúng ta sẽ rơi thần lớn để chúc mừng hạnh phúc cho cái đời chú rể này ạ. Và sự nhiệt thành, một sự đóng góp của toàn thể ngày nay, quý vị ngày nay. Và sẽ được gia đình chúng tôi ghi nhận qua kênh Phun Núi Sơn La Phun Núi ạ, để mừng hạnh phúc cho đôi trẻ này, như là cảnh khắc đẹp nhất cho đôi bạn trẻ hôm nay. Chân trọng được chúng tôi toàn thể quý vị. Và sau sáng này đúng không, các tướng cứ đều bảo ạ. Và đứng lại lại chú là hấp và đăng thứ gầy đó. Từ đầu hát lên con ơi. Bản nám ấy hơn hơn là khả năng lại chú hôm nay xuống bên tải luôn không nè. Dô sông nháy đó từ đầu nơi. Được chưa quý vị ơi. Sẵn sàng chưa. Và dô thật lớn nhá. Quý vị ơi, 2, 3,
toàn thể quý vị khách quý hôm nay ạ. Và cảm ơn toàn thể quý vị với sự nhiệt thành ngày hôm nay rất là nhiều.